Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra thì đều mang trong mình những vận mệnh khác nhau. Thậm chí với mỗi một người thì cũng có những biến động khác nhau trong từng giai đoạn cụ thể của cuộc đời của mình. Nhiều người thì phải sống trong cảnh túng thiếu nợ nần chồng chất và nhiều khi thì chính họ cũng nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ có thể trả hết được nợ, bởi vì đối với họ thì cứ trả hết cái này thì lại sẽ có cái khác xuất hiện. Tiền bạc luôn là vấn đề hàng đầu khiến cho những người này phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng những gia chủ tuổi ngọ yên tâm, đó chỉ là nghèo khổ nhất thời mà thôi. Trong tháng 3 âm lịch này thì thế nào tuổi ngọ cũng trả hết sạch nợ nần và không còn phải đau đầu vì tiền giống như trước đó nữa. Đảm bảo nợ mấy cũng trả hết. Và đã thế tuổi này lại còn được cơ hội trải nghiệm cuộc sống giàu sang, phú quý, dư giả về tiền bạc trong tháng 3 âm lịch này. Tiền bạc rủng rỉnh, phúc phận đầy nhà. Tuổi ngọ trong tháng 3 âm lịch được giới tiên tri tử vi học dự báo, nợ nần đến mấy cũng sẽ được trả hết, đổi vận giàu sang nhờ có phúc phận đầy bất ngờ. Và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của kênh Phong Thủy Gia Cát. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi ngọ trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Về đường công danh sự nghiệp của quý gia chủ tuổi ngọ tháng này không khởi sắc, thậm chí vì lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Công việc không có nhiều thay đổi nên gia chủ không nên quá lao lực, thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có dấu hiệu thăng tiến hay tăng lương nhẹ. Tử vi năm Nhâm Dần 2022 chỉ ra rằng, những người tuổi ngọ kinh doanh buôn bán sẽ gặp nhiều thuận lợi vào thời điểm cuối năm chứ chưa phải bây giờ. Hợp tác làm ăn nên cân nhắc kỹ lưỡng, có điểm phá hoại, chủ quan khinh suất là thất bại tức thì. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi ngọ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi gia chủ tuổi ngọ năm Nhâm Dần 2022 cho thấy, tài lộc tại thời điểm này của gia chủ kém, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều. Tháng này gia chủ còn có xu hướng hưởng thụ nhiều, theo đó tiền kiếm được nhưng khó tích lũy và tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn thì tháng này chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a-dua đám đông. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của quý gia chủ tuổi ngọ không có gì đáng ngại. Tuy vậy, khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái chính là nguyên nhân khiến dẫn đến gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần trở lại ổn định. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ tuổi ngọ nên chú ý đến mắt và các bệnh liên quan đến mắt, tránh để xảy ra tai nạn về mắt. Tháng này cũng nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Nữ mạng cần phải đề phòng các bệnh phụ khoa, chủ động thăm khám định kỳ để sớm có phương án phòng ngừa hoặc chữa trị.
các quý gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Ngọ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của quý gia chủ tuổi Ngọ trong tháng này khá tốt. Với tuổi Ngọ độc thân, tháng này mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng. Lứa đôi tìm đến nhau, cùng nhau có những trải nghiệm thú vị về đời sống tình cảm, vì thế mà thêm phần phong phú, người đến người đi dập dìu. Với những người đã yên bề gia thất, tháng này tình cảm vợ chồng gặp trục trặc do nhiều mối lo cuộc sống, tiền bạc, công việc làm ăn, sức khỏe, v.v. Đôi bên không học cách chia sẻ, ắt nảy sinh tâm lý chán trường là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Ở độ tuổi này, người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 vẫn thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong công việc. Đa phần người tuổi này vẫn có thể mang lại lợi ích to lớn cho công ty nhờ vào năng lực và nỗ lực của bản thân, từ đó cũng nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng với mình. Dù ở tuổi này hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu. Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Sự nghiệp của những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 phát triển khá tốt trong tháng này. Người làm kinh doanh càng có nhiều thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn ra vào, tiền bạc kiếm về dư đôi. Nhân duyên của bản mệnh cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn. Hãy chú ý giữ vững lý trí và khoảng cách hợp lý với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình, gây nhiều tổn hại cho gia đình. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Xem tử vi tháng Giáp Thìn, trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Canh Ngọ 1990 có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn đạt được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là làm đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đề ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại ấn tượng tốt, nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002. Thời gian này, một số người tuổi Nhâm Ngọ có xu hướng tìm việc làm thêm, tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Vì kinh nghiệm chưa có nhiều, cộng với tính kiêu ngạo nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng, thậm chí làm những việc trái pháp luật mà không hề hay biết. Để không tự đẩy bản thân vào những mối nguy hiểm, bạn nhất định phải học cách tỉnh táo nhìn người, đồng thời kiềm chế cái tôi của mình, đừng mộng tưởng xa vời. Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ và giữ thái độ cầu thị, bạn mới có thể tránh được nhiều rắc rối. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Ngọ, cần phải chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi ngọ trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi ngọ trong tháng 3 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi ngọ. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 3 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.